Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể. Cụ thể, các sản phẩm nước mắm Mạch Long gồm 50 độ đạm, 40 độ đạm, loại 1, loại 2 và loại 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Sản phẩm nha đam Cô Ba Gần của hộ kinh doanh Cô Ba Gần, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Tôm sấy giòn, tôm khô Minh Đức, tôm thẻ khô Minh Đức của hợp tác xã Minh Đức, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Lý do thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP là do chủ thể đã dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác, không có khả năng khôi phục sản xuất và đang thực hiện các thủ tục giải thể hợp tác xã.